Vào mùa vụ thu hoạch, các loại trái cây như bơ, mít, chuối, sau khi tuyển chọn bán trái cây loại 1, một, một lượng lớn trái cây không đảm bảo chất lượng được bà con nông dân thu gom để làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Bằng cách tự học hỏi, bà con đã biết cách làm men vi sinh từ những nguyên liệu sẵn có. Từ loại men tự làm kết hợp ủ với các loại trái cây đã cho ra loại phân bón hữu cơ. Đây là cách vừa giúp nông dân tiết kiệm chi phí, vừa đáp ứng yêu cầu chất lượng an toàn của nông sản xuất khẩu. Theo bà con nông dân, trước đây tình trạng cây hồ tiêu từng bị chết hàng loạt. Lý do là bởi nhiều nông dân có thói quen lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang hướng sản xuất hữu cơ, vùng hồ tiêu Chư Sê tỉnh Gia Lai đã dần phục hồi và phát triển theo hướng bền vững. Hơn nữa, nông sản canh tác theo hướng hữu cơ lại bán được giá cao hơn so với nông sản canh tác theo lối thông thường.